Ngay trước khi nhắc đến KCM, khán giả đều nhớ tới cặp đôi Jack và KCM đã từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội với những bản hit như Sóng Gió, Bạc Phận. Nhưng bây giờ khi nhắc đến anh, người ta chỉ còn nhớ đến một loạt những lùm xùm gây tranh cãi. Và gần đây nhất, anh bất ngờ vướng vào nghi vấn đạo sĩ khi những ca khúc mới của KCM có không ít nét tương đồng với những bản hit đến từ Hàn Quốc. Hôm ngày 8 tháng 10, KCM đã vô cùng hứng khởi khi đăng tải đoạn clip demo ca khúc mới Một Chiều Mưa Bất Ngờ, hợp tác cùng một ca sĩ khác là Rio thay vì là ABG như thường lệ. Tuy nhiên thì ngoài sự đón nhận từ fan hâm mộ, bài hát của anh và Rio bị cộng đồng mạng đem ra mổ xẻ vì dính nghi án đạo nhạc Hàn Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng giai điệu của bài hát này nghe rất giống bản hit Don't Leave của Tiara. Và quả thật, phần melody trong những câu hát đầu của Rio mang đến cảm giác khá tương đồng với ca khúc đến từ Tiara. Thậm chí là cộng đồng mạng còn tìm xem lại video Tiara biểu diễn Don't Leave tại chương trình Musicore năm 2012 và để lại những bình luận nhắc tên KCM. Có ai đến từ bản demo của KCM rồi qua đây nghe lại hay không? Mới nghe nói có ai đó đạo bài này. Lướt qua mạng xã hội thấy mọi người nói KCM đạo bài này nên tôi qua đây nghe lại. Nghe thì có vẻ giống thật. Hồi đáp về tranh cãi, KCM cho biết video khán giả xem trên mạng mới chỉ là bản demo, chưa nói lên được điều gì cả. Bài hát được tôi sáng tác trong một lần dạo đàn, sau đó phải trải qua nhiều công đoạn để hoàn thiện bản phối và cho ra bản cuối cùng. Tiara là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất ở K-pop ở thập niên 2010 và cũng là nhóm có lượng fan trung thành đông đảo Việt Nam. Do đó, tôi không bao giờ muốn làm gây tổn thương đến họ, cũng như làm tổn hại giá trị nghệ thuật này. Anh giải thích, Rio cũng cho biết thêm, Một Chiều Mưa Bất Ngờ là bản ballad thuần Việt. Do đó, nam ca sĩ khá bất ngờ khi sản phẩm vướng vào nghi án đạo nhạc. Một lần nữa, KCM lại vướng vào lùm xùm đạo nhạc khi cách đó không lâu, ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi của anh và ABG đã từng bị mổ xẻ vì dính nghi án đạo nhái từ ca khúc Chi Up của Hong Jin Young đến từ Hàn Quốc. Khi nghe cả đoạn thì khán giả có thể cảm thấy hai bài này na ná nhau, nhưng nếu phân tích từng nốt nhạc sẽ thấy khác nhau. Hơn nữa thì bài Chi Up thuộc thể loại pop nên tiết tấu nhanh hơn Ai Mang Cô Đơn Đi. Từ sau khi ngừng hợp tác với Jack, có thể thấy thì KCM chưa có sự bứt phá nào thực sự nổi bật. Kể cả khi anh hợp tác chung với những gà mới, nhưng chưa có ai nhận được nhiều sự yêu thích bằng Jack. Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hãy theo dõi Gia Đình Việt để cập nhật những video mới nhất nhé.